kiếm khách mau rời, anh vùng vụt ngã giữa trời mây. Người phương xa có hay, lòng nhớ anh lên cao hát quay về. Từng phong lặng đưa ta tìm về nơi xưa. Người có lẽ đây chưa tình, năm nào kề vai xa cánh tùng hoành rạng sáng. Cây bóng mơ cánh chặn đôi đường mù lâu cuối trời chân mây. Còn đây bao ước mơ, còn giấc mơ ta luôn mãi mong chờ. Dù xa nhau nhưng trong tim ta luôn bên nhau. Nguyện là đêm xuân. Trở lại nơi hẹn hò năm xưa, kỷ niệm nào ở bên góc mai phương tường. Ta tìm về ngọn đồi năm cũ, thanh thành sơ nguyên hương kề vai dưới trăng. Đào hoa đáo cô đơn mong chờ, 15 năm ta mãi đi tìm. Tìm đâu ra hình bóng giai nhân bên người anh hồ. Xa cô đưa trở về sang tân, trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dự hôn lễ. Ngày xưa nơi đây nguyện là kết duyên. 15 năm có mấy chữ tình, mà sao ta vẫn vương nhớ nhung hoài. Tìm em trong phòng ba gió sương hay trong giấc mơ. Lâu 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 rồi, ok.
Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming, cũng như là trở lại với giải đấu thiên hạ nhất bang trận đầu tiên ngày hôm nay của trận vòng loại tranh 3-4 nha mọi người ơi. Của giữa hai bang hội đó là bang ACE và bang hội Cấm nha mọi người. Hiện tại Khải đang đi bên phía Kim, cũng như là Khải đang theo chân phía bên bang hội Cấm nha mọi người. Như anh em đã biết và theo dõi các giải đấu từ kênh YouTube của Khải, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trận tranh 3-4 sẽ quyết định ai sẽ hạng 3 và hạng 4 trong ngày hôm nay nha mọi người. Và trong ngày hôm nay thì như thể thức thi đấu thì chúng ta vẫn là với thể thức bảo vợ nghiêng sói nha mọi người ơi. Và nếu như hai bên đều nghiêng sói vẫn còn nguyên, vẫn còn sống sót, thì chúng ta sẽ liệt cơ vào số điểm. Nếu như bên bang hội nào thua số điểm thì bang hội đó sẽ dành cho mình hạng 4, và bang hội nào win trong buổi tối ngày nay, bang hội đó sẽ dành hạng 3 của giải đấu thiên hạ nhất bang này nha mọi người. Và trận đây là trận đầu tiên tranh 3-4, và sau khi kết thúc trận tranh 3-4 này thì chúng ta sẽ tiếp tục trận tranh chung kết nhất nhì nha mọi người ơi. Và trong tối hôm nay thì Khải sẽ live hai trận liên tiếp nha. Trận này là 7:20 báo danh và bắt đầu vào lúc 7:30 và sau sẽ kết thúc vào lúc 8:30 nha em, sẽ đánh trong vòng 1 tiếng. Và nếu như bang hội nào còn giữ nguyên sói thì chúng ta tính số điểm, và bang hội nào hoặc là bang hội nào chết sói thì chúng ta sẽ tính tiếp về cái phần sói nha mọi người. Ok, trận đấu chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu sau khoảng hơn 2 phút nữa mọi người. Tại bên bang hội Cấm thì cũng đã tập trung đầy đủ 40 người nha mọi người. Và bên bang hội ACE thì họ nằm ở bên phía bản đồ bên dưới. Như anh em đã biết thì ở trong những trận thiên tử cũng như là tổng kim thì chúng ta hay gọi đó là bản đồ dưới. Đó là bản đồ dưới bên phía dưới này. Và ở trên này hôm nay thì phe bang hội Cấm họ đang đứng ở bản đồ trên nha anh em. Rồi anh em đang xem và những anh em đang xem những lâm dừng kỳ thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like và sẽ ủng hộ nha em ơi. Hello mọi người nha. Hello sang 1919, hello anh nha. Hello mọi người nha. Hiện tại Khải đang trực tiếp tại kênh YouTube luôn nha anh em. Hiện tại thì nay cũng là ngày đầu tiên Khải cũng live song song trên kênh TikTok luôn nè. Anh em có gì ghé TikTok ủng hộ link một like chia sẻ nha mọi người. Link TikTok Khải có chèn bên trên nha mọi người. Và trong buổi tối hôm nay chúng ta vẫn có một phần quà mini game tương đương 700k Việt Nam đồng nha anh em. Một phần quà mini game tương đương 700k Việt Nam đồng xin dành tặng cho tất cả anh em đang xem livestream cũng như là trận đấu thiên tử sau đây, làm trận đấu của thiên hạ nhất bang League Server trận tranh 3-4 ngày hôm nay. Thì chúng ta đều có một phần quà rất đơn giản cho anh em. Anh em chỉ việc kích vào đường link ở fanpage, đỡ lại cho fanpage một like một chia sẻ, đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai, anh em chỉ việc comment số bất kỳ từ 0 đến 99, vòng số bất kỳ này sẽ là con số dự đoán kết quả sổ số và đặc biệt hai số cuối miền Bắc vào ngày 12 tháng 1 nha mọi người. Nếu như anh em nào đã làm đầy đủ các bước và like chia sẻ đầy đủ với chế độ công khai thì anh em nó trùng với con số thì sẽ nhận ngay phần quà nha mọi người ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu trận đấu ngay bây giờ. Hiện tại trận đấu chúng ta chỉ còn khoảng hơn vài chục giây nữa bắt đầu thôi anh em ơi. Trận đấu hiện tại như anh em đã thấy thì bang hội cấm đang nằm bên phía kim, cũng như là bản đồ chơi nha anh em, cũng như là bản đồ chơi nha mọi người. Hello anh em nhé, hello người nhé. Hello anh em. Hiện tại Khải cũng rảnh tay chia sẻ tới nè mày. Anh em rảnh tay cho một cái bộ quà sẻ đi nè mày. Anh em rảnh tay cho một bộ quà sẻ đi nè mày. Rồi, trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi theo bang hội cấm. Hiện tại cấm đang dần xoay chuyển về khu vực gốc cây thứ nhất nè mày. Liệu ở vị trí này có phải là vị trí hai bang hội đỡ giao tranh hay không? Ở bên dưới thì bang hội AC họ đang ôm cũng như là kẹp ngay sâu ngôi mộ nha anh em ơi. Và đây là trận tranh 3-4 nha em ơi. Đây là trận tranh 3-4 với bang hội, chắc chắn với em rằng đây là một trận đấu trong tối ngày nay rất rất hấp dẫn cho anh em xem. Hiện tại bây giờ bang hội cấm đang xây dần về khu vực vách cây thứ tư. Bang hội AC cũng đã chặn ở vị trí vách tường 3 giờ này. Cấm có vẻ như đang xây dần về khu vực giữa bản đồ. Hai bên hôm nay khá là đông đủ nha em ơi, đầy đủ mỗi bên có cho mình 40 hạt tây. Và cho anh em xem sơ qua thì ở trong trận đấu này thì chúng ta thi đấu với hình thức là liên server, nên là đồng cấp 150 và đồ đạc chúng ta tự build nha anh em. Đồ đạc thì chúng ta tự build mắt nộp nha anh em ơi. Có vẻ như tuần này hai bang hội đã giao tranh tại vị trí vách 3 giờ. Chúng ta cùng đợi xem. Cảm giác rằng bên bang hội AC chỉ còn một ít lực mà họ đang di chuyển khá rồi đó. Bên bang hội cấm họ đang cố gắng xoay chuyển dần về khu vực trước đá rồi mọi người. Họ đang xoay chuyển dần về khu vực trước đá. Liệu đang tuần giao tranh đầu tiên giữa hai bang hội, ai sẽ nắm được điểm đầu tiên trong tuần giao tranh này? Anh em hãy đỡ lại cho một like một chia sẻ nào mọi người ơi. Cấm đang chủ đam quá tốt trong tuần giao tranh này, cảm giác cấm đang chủ đam quá tốt anh em ơi. AC đang dần về dưới đáy lên, hai bên đang rất là căng. Chúng ta đã trôi qua trong tuần giao tranh đầu tiên hơn gần một phút, hơn một phút trôi qua. Hai bàn giao tranh quá cực tại vị trí giữa đồ, quá xuất sắc. Chúng ta cùng đợi xem liệu bọn họ nào sẽ rút quân. Hello mọi người nha, Duy Khải xin kính chào anh em nha. Hello Hồng Huy,
Hello Hảo Nguyễn Ngọc, hello Sang Đặng, hello mọi người nha. Băng áo bị loại từ vòng 1-12 rồi Sang Đặng ơi. Và tuần đầu tiên có vẻ như mà hội cấm đang khá là thuận lợi. Họ đã dần đẩy mạnh về khu vực giữa bản đồ của khu vực phe tống, đó là ban hội SCE. SCE đang đành phải rút lui vào khu vực bên trong. Họ đang ôm tại vị trí khu vực trước cổng chính này em ơi. Hello mọi người nha. Trời ơi quá hay luôn. Trong tuần đầu tiên quá xuất sắc dành trong hội cấm chúng ta. Hiện tại như Khải tìm hiểu thì bên ban hội ACE với sự lãnh đạo và dẫn dắt của sói Tuấn Hí, còn bên ban hội cấm với sự dẫn dắt và cũng như là ban chủ Chiến Gắt đó, hai người cũng sói khá là gắt trong các trận đấu của các cụm server. Và ngày hôm nay thì hai ban hội này đã gặp nhau ở vòng liên server này và họ đang tranh giải 3-4. Liệu ban hội nào sẽ win trong trận đấu này sẽ lấy cho mình hạng 3, và ban hội nào thua thì chỉ có cho mình hạng 4 mà thôi anh em ơi. Và sau khi kết thúc trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu tranh chung kết nhất nhì. Liệu ban hội nào sẽ lên ngôi quán quân sẽ được diễn ra vào 21 giờ hôm nay nha mọi người. Sẽ được diễn ra vào 21 giờ hôm nay nha mọi người. Hello anh em nha. Trận đấu đang được diễn ra một cách quá là hấp dẫn cho ban hội cấm chúng ta. Cấm giao tranh từ đầu đến cuối cho đến bây giờ họ vẫn khá là chủ động anh em ạ. Họ đang dần dần đẩy mạnh vào khu vực giữa bản đồ rồi anh em ơi. Hello anh Avi Trần nha. Hello anh mọi người. Anh em đang xem thì hãy cho một like và chia sẻ mọi người ơi. Hãy đỡ lại một like và chia sẻ anh em ơi. Hiện tại ban hội cấm đang kẹp tại khu vực cổng chính rồi. Bên trong AC đang có quán đẩy ra anh em ơi. Liệu AC sẽ phòng ngự ra sao? Liệu AC sẽ phòng ngự ra sao đây? Tất cả anh em đang xem hãy cho một like và chia sẻ anh em ơi. Hãy cho một like chia sẻ nha mọi người. Có vẻ như cho đến bây giờ thì ban hội cấm đành phải rút lui sau khoảng hơn 3 phút giao tranh đang áp đảo ở khu vực ngã ba thì chính thức bây giờ ban hội cấm đành phải rút lui. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu AC có đẩy lên không. AC đang cố ý đẩy lên, họ đang chủ động đẩy lên khu anh em à, họ đang đẩy mạnh lên khu vực gốc cây thứ ba. Hiện tại sau tuần giao tranh đầu tiên thì ban hội cấm đã có mình 13.180 điểm và bên ban hội AC đang có cho mình 6.414 điểm nha mọi người. Hiện tại điểm số đang gấp đôi hoàn toàn dành cho hội cấm. Và hiện tại bây giờ cấm đang tập trung ở khu vực bên trong cổng chính phe kim của mình nha mọi em. Đang tập trung ở khu vực phe kim của mình. Chúng ta cùng đợi xem. Và hello Hoàng Nguyễn, hello tất cả anh em nha. Đã được Khải gửi cái link fanpage cho anh em dự đoán nha anh em. Đây được Khải lấy lên cho anh em nha. Khoảng hơn vài chục giây nữa bước đây. Đây được Khải lấy lên cho anh em. Đây, link này anh em ơi. Link nhận 700k. Anh em like và chia sẻ mạnh này. Anh em nên nhớ hãy like chia sẻ và kích vào link này để nhận 700k nha anh em. Đó. Khải đưa lên cho anh em. Rồi, Khải sẽ ghim cái video này cho anh em xem. Đó. Ok chưa? Đây bây giờ ban hội cấm đang ứng bên trong anh em ơi. Chúng ta cùng đợi xem. AC đang chiếm đóng ở vị trí ngã ba đây. AC đang chiếm đóng chủ lực ở vị trí ngã ba rồi. Có vẻ như họ đang tìm một vị trí nào giao tranh rồi anh em ơi. AC đang dần phải rút lui về góc cây thứ hai. Trong trận đấu này chắc chắn của anh em sẽ là một trận đấu rất là hay. Đó là trận tranh 3-4 thì hạng nhất bang liên server nha anh em ơi. Hiện tại bang cấm họ đang ở vị trí nào thì Khải chưa thấy anh em. Anh em chúng ta cùng theo dõi cũng như là theo chân bang hội AC một chút nha anh em. Hello Cường đẹp trai nha, hello anh em nha. Hello Cường đẹp trai. Hiện tại anh em có đam mê cho làm truyền kỳ thì hãy đỡ lại cho Khải một follow cũng như là theo dõi kênh TikTok cũng như là kênh YouTube nha anh em ơi. Hiện tại Khải đã gửi link trên fanpage cho anh em xem. Hiện tại Khải đang like đến mấy luôn là anh em ơi. Nói chung là cả YouTube, nói chung là YouTube vẫn là chủ đạo của Khải. Hiện tại anh em nào mà chưa biết kênh YouTube Khải thì có thể kích vào YouTube gõ tìm kiếm Duy Khải Gaming. Đó thôi ủng hộ Khải một follow cũng như là đăng ký kênh nha anh em. Rồi có vẻ như hai ban hội đang chọn vị trí góc 9 giờ để giao tranh anh em ơi. Hiện tại AC đang tập trung khu vực vách góc 9 giờ khá đông. Đây sẽ là một vị trí giao tranh thứ hai. Chúng ta cùng đợi xem một tuần giao tranh thứ hai này liệu ban hội nào sẽ có lợi thế hơn. Nhìn sơ qua thì chúng ta cũng đã thấy ban hội AC họ đang có khá là nhiều lợi thế ở vị trí này. Ở những vị trí như thế này thì họ đang hoàn toàn những con đường và sơ bên ngoài. Cấm đang cố gắng đẩy ra nè mọi người, không biết cấm sẽ ra sao. Ừ.
hai bang này giành quá gắt tại vị trí này. Hello, hơn 60 anh em đang xem trên kênh YouTube nha mọi người ơi, hãy để lại một like, chia sẻ và comment dự đoán kết quả để có thể nhận ngay phần quà 10 cục kim bảo tương đương 700k đi mọi người. Rất đơn giản dành cho tất cả anh em xem live ngày hôm nay, đó là một trong những phần thưởng rất rất đơn giản sau những buổi sau những ngày làm việc cực nhọc anh em ơi. Cứ việc để lại một like video này của Khải và comment số ok thì anh em lỡ đâu anh em sẽ nhận ngay phần quà 10 cục kim bảo tương đương 700k anh em. Rất đơn giản thôi, chỉ việc like, chia sẻ, comment số ok dự đoán thôi anh em ơi. Và hiện tại anh em đang xem giải đấu Thiên Hạ Nhất Bang Liên Server, trận tranh 3-4 giữa hai bàn hội, đó là ACE nằm bên phe Tống và bàn hội Cấm đang nằm bên phe Kim. Hiện tại bàn hội Cấm của chúng ta thì trên màn hình trên bản đồ nhỏ chúng ta thì có cho mình màu xanh nha anh em, còn bên bản đồ bên tay trái chúng ta đó là bàn hội ACE có cho mình màu đỏ nha mọi người. Hiện tại bàn hội Cấm đã ôm được lại tại vị trí của bàn thứ nhất, đang chờ đợi sự gì đó đến từ vị trí bàn hội ACE. Và hiện tại ACE đang có cho mình số điểm bao nhiêu, anh em cùng chờ đợi Khải xem như thế nào đây. ACE đang có cho mình 11.510 và bên bang hội Cấm đang có cho mình 17.446. Hai bang hội đang khá là ngang ngang điểm với nhau. Hiện tại Cấm đang trên khoảng hơn 5k thôi thôi. Với 5k điểm thì nếu bang hội ACE họ giao tranh tốt thì trong vòng một tuần thì họ có thể gỡ được số điểm này. Hello tất cả anh em đang vô nhá. Hello mọi người. Hiện tại Cấm đang ôm tại vị trí bạc rách 3 giờ. Và đây sẽ là tuần giao tranh thứ 3 giữa bang hội này. Chúng ta cùng đợi xem ở trong lần đầu tiên thì bang hội Cấm đã ăn hoàn toàn ở vị trí giao tranh như thế này. Và cho đến bây giờ thì bang hội Cấm và ACE họ cũng đang muốn giành ở vị trí này. Vị trí này liệu ACE có phòng ngự được nữa hay không? Ở trong tuần đầu tiên thì ACE đã thua hoàn toàn trong pha giao tranh ở vị trí góc 3 giờ này. Hiện tại Cấm đang rất chủ động đẩy mạnh lên. Chúng ta cùng nhìn sơ qua thì bên bang hội Cấm họ đang dồn lực và cũng như là đưa những ạc bùa đánh mạnh vào hướng bên ACE, hoàn toàn bị lọt bên ACE. Và ACE đành phải rút lui. Trong tuần này chúng ta thấy rằng Cấm đang khá là chủ động và đang rất là thành công. Cấm đang có vẻ như đang muốn áp đảo ở vị trí ngã ba. Một số anh em đang gom lực ở bên tường bên dưới. ACE đang xoay chuyển lên khu vực cây khô. Có vẻ như trong giao thun giao tranh này hai bang đang giao tranh khá rời rạc nè mọi, khá rời rạc nha. Rồi, có vẻ như ACE đã hoàn toàn chiếm đóng ở vị trí này rồi nè mọi, họ đang hoàn toàn ăn trong pha giao rồi. Và bây giờ Cấm đành phải rút lui. Hello Tiểu Bi, hello Hồng An, hello anh em nha. Hello tất cả mọi người nha. Dư Khải xin kính chào tất cả anh em nha mọi người ơi. Và Dư Khải chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ nè mọi. Hiện tại anh em đang xem trận đấu tranh 3-4 giữa hai bàn hội ACE và bàn hội Cấm. Hai bàn hội đánh rất là gắt. Trong đến pha giờ này thì chúng ta thấy rằng bàn hội ACE họ đã ăn được vượt ngã ba và đã di chuyển ra tấp ra ăn những nồi bơ sơ bên ngoài rồi. Và giờ Cấm đang đẩy dần ra khu vực ngã ba và ACE đang phải rút lui. Đây chúng ta cùng theo dân bàn hội Cấm một chút nha mọi. Hello Lưu Lương, hello Hồng Anh, hello Ốc Tương Sinh, hello tất cả mọi người nhé. Hello tất cả anh em mới vô, hello San 19, hello Turbo 9008, hello tất cả anh em. Hiện tại điểm số thì khả năng thấy rằng bên ACE có cho mình 15.194 và bên bang hội có cho mình 21.102 điểm. Lương Lưu ơi, Lương Lưu ơi, comment vào cái link bên trên, khả có ghi bên trên đó Lương Lưu ơi. Comment vào cái link đó, đỡ lại một like, chia sẻ và comment số ok vào link đó giúp Khải nha. Đỡ dự đoán kết quả sổ số nha mọi người. Hello Hòn Cái Bóp Chân Xù nha. Chúng ta cùng nhìn sơ qua thì sau khoảng hơn 10 phút trôi qua. Hơn 10 phút trôi qua thì trên bảng top thì khá là nhiều ACE họ đã bật ca số lượng người khá là đông. Và bên bang hội Cấm thì họ có cho mình 2 người top 1, top 2 đã là 11 người chơi. Đã bật ca được 11 người chơi đang nằm top 1, top 2. Và đây chúng ta cùng chờ đợi tuần tiếp tục giao tranh ở vị trí này. Sau khoảng 4 tuần giao tranh thì hai bên cũng khẽ là có vẻ là ngang tài ngang sức nè mình. Trên lệch chỉ khoảng tầm 4 đến 5k điểm thì Khải thấy nó khá là bình thường thôi. 30 chứ phải là tốt năm.
Và đây là pha dành cho anh chủ lạo đến từ vị trí của AC. Hiện tại ban hội cấm cũng đã chặn đánh ở vị trí 3 chưa? Ok. Rồi ok anh Huy Hình ơi, vô đi anh ơi. Vô đi Huy Hình ơi. Hello Quốc Hữu, hello Tiến Bi, hello tất cả anh em nha. Hiện tại cấm đang xây dần về khu vực giữa ấn độ và hai ban hội đang giao tranh tại vị trí giữa bản đồ. Trong tour giao tranh này có vẻ như AC họ di chuyển khá là ok. Cấm đang dần đẩy về khu vực góc cây thứ nhất. Họ đành phải rút lui. Đành phải rút lui ở về góc cây thứ nhất. Hello Hùng An, hello tất cả anh em. Hiện tại anh em nào mà đã like để chia sẻ thì hãy comment nha mọi người ơi. Anh em hãy cho một like và chia sẻ cũng như là ủng hộ hai ban hội này, một like một chia sẻ đi mọi người ơi. Hello Kenvin 6868 nha, 6886 nha, hello mọi người. Hiện tại anh em đang xem giải đấu Thiên Hà Đệ Nhất Bang Liên Server, trận tranh 3-4 giữa hai ban hội đó là ACE và ban hội cấm nha anh em. Và trong khoảng 12 phút trôi qua thì điểm số chúng ta đang thấy rằng vẫn đang giữ khoảng cách hơn 4k điểm dành cho ban hội cấm. Và cấm đang hơn 4k anh em ơi. Trong tour này ACE có một số điểm khá ok rồi, chắc chắn là như vậy. Và bây giờ chúng ta đang thấy rằng ACE phe tống được cái mình gần 22.000 và bên ban hội cấm đang chỉ có mình khoảng hơn 23.500 và chỉ còn trên khoảng hơn 1k em mà thôi. Chỉ còn hơn khoảng 1k em mà thôi. Hello Cường Phạm nha, hello Tiến Bi, hello tất cả anh em. Đây anh em ơi, chúng ta cùng lại xem tuần tiếp theo sẽ là pha chủ động đến từ vị trí nào. Pha vừa rồi ban hội AC họ đã chủ động đánh hoàn toàn ở vị trí góc 3 giờ. Quá thuận lợi và đã có cho mình điểm số gỡ được hơn 3k và chỉ còn thua khoảng hơn 1k rưỡi nữa thôi anh em ơi. Và hiện tại thì anh em cùng xem qua điểm top xếp hạng thì anh em cùng xem sơ qua. Tống Tống Kim Kim, đa số là những account bên Tống thì bờ ca người rất là đông. Phía Kim thì chỉ có khoảng 2 đến 3 người mà thôi. Hello mọi người nha, Dư Khải chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ nha mọi người ơi. Hello US50KK, LK3 nha, hello mọi người. Hiện tại anh em đang xem giải đấu Thiên Hà Nhất Bang nha anh em ơi. Và đây chúng ta cùng chờ đợi tuần giao tranh ở vị trí này hay không. AC đang đành phải rút lui sau khi đặt những quả bom thì họ đành phải rút lui về khu vực số 1. Ban hội cấm đang hoàn toàn chiếm đóng ở vị trí giữa bản đồ. Mạnh dạng đón đề 19 nếu chúng nhờ Khải lá phần thưởng trao cho anh em trong ban áo. Ok Cường Phạm ơi, khi nào anh cứ like chia sẻ comment vào cái fanpage link em đỡ bên trên nha. Link em có ghi bên trên kênh YouTube, anh có thể ghim, anh có thể kích vào link trên YouTube. Đỡ có thể like chia sẻ và bình chọn giúp em nha anh Cường Phạm ơi. Và đây pha chủ động, lại là một pha chủ động đến từ vị trí của AC. Họ hoàn toàn giao tranh ở vách tường 3 giờ này rất là nhiều. Trong khoảng hơn 7 tuần giao tranh thì ở vị trí này đã giao tranh đến hết 4 đến 5 lần rồi. Và có lẽ như pha này ban hội cấm đành phải rút lui. Trong những tuần giao tranh đầu tiên thì cấm hoàn toàn giành lợi thế và cho những tuần gần gần đây thì hoàn toàn cấm đều bị thất thế và đành phải chạy bỏ mạng và rút về khu vực ngã ba. Và chắc chắn em rằng ở khu vực ngã ba này ban hội AC sẽ có mình một vị trí điểm tăng điểm rất đẹp. Hiện tại AC đã lên cho mình 27.200 điểm rồi anh em ạ. Và bên ban hội cấm đang có cho mình khoảng 25.700 mà thôi. Và hiện tại số điểm đang hoàn toàn nhỉnh hơn dành cho AC, cách biệt lên đến hơn 2k em rồi. Một pha lật ngược tình thế rất hay sau khoảng hơn 5 phút trôi qua. Trong những giây phút đầu tiên thì ban hội cấm đã hơn AC lên đến 50k. Thôi 50k không tới, khoảng 5k hơn thôi. Và lần này thì ban hội AC họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh cũng như là lật ngược tình thế, một pha lật ngược tình thế quá hay. Có vẻ như trong trận đấu này chắc chắn em rằng một trận tranh 3-4 sẽ rất rất đáng xem như em đã comment. Hello Hùng An, hello Tuấn Nguyễn, hello tất cả anh em nha. Bên YouTube không được nhà Tuấn Bi, đúng rồi. Bên YouTube không có kiểm duyệt lại cái comment được anh em ơi. Bên YouTube là đến ngày mai á, thì ngày mai thì Adder không kiểm duyệt được. Anh em cứ comment lên kênh fanpage đó. Những cái comment trên fanpage thì ngày mai sau khi kết thúc sổ số đặc biệt ngày 12 tháng 1 thì Adder sẽ lọc lại những comment dự đoán của anh em. Thì Adder sẽ cũng như là anh em tự lọc thôi, anh em tự lọc mình cảm giác mình có đúng hay không. Mình đúng thì chụp hình lại và gửi về fanpage để nhận ngay phần quà 10 cục kim bảo tương đương 700k nha anh em. Rồi bây giờ thì AC đang lên cho mình con số 28.910 điểm rồi. Và bên ban hội cấm đang có cho mình khoảng 27.582. Và tại điểm số đang hoàn toàn nhỉnh hơn dành cho AC, lên đến hơn 2.500 điểm. Hơn 2.500 điểm dành cho AC. Và cấm đang hoàn toàn tập trung di chuyển về khu vực vách 3 giờ. Hiện tại hai ban đang đánh rất là khốc liệt anh em ơi. Chúng ta đang xem cảm giác rằng trận đấu đang được diễn ra một cách quá hay.
hai bên đánh qua đánh lại, cảm giác rất là nem nem, rất là đều anh em ạ. Không khác gì, hai bên đánh rất là chậm, rất cân bằng với nhau. Và đây một pha chủ động đến từ vị trí của ban hội cấm. Cấm đang kẹp góc và đang dần xoay chuyển về khu vực trước một. Chúng ta cùng nhìn vào thì có vẻ như ban hội AC đang khá là rạc ở cầm bên dưới. Nếu tuần này ban hội cấm đẩy mạnh lên thì có vẻ như AC thì sẽ rất khó về thủ được. Pha giao tranh khá rời rạc giữa hai ban hội. Ban hội cấm đang dần xoay chuyển về khu vực trước đá bên tay phải, và ban hội AC đang đành phải rút lui về khu vực trước ngôi mộ, sau ngôi mộ. Hello Hội Nghị, hello anh em nha. Hello Ayman Nari. Chúng ta đang xem trận đấu tranh 3-4 giải đấu thiên hạ nhất bang liên server giữa hai ban hội AC và ban hội cấm nha anh em ơi. Và sau khi kết thúc trận đấu này thì chúng ta sẽ tiếp tục trận tranh chung kết. Khả sẽ trực tiếp tiếp tục live tiếp theo nha anh em ơi. Trận tranh chung kết giữa hai ban hội, đó là ban hội đây này, ban hội A và ban hội anh em. Và vào 21 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trận thi đấu thứ hai nha anh em ơi. Và xem, chúng ta cùng chờ đợi xem liệu ai sẽ lên ngôi quán quân của mùa giải thiên hạ nhất bang năm nay. Tại trận đấu chúng ta đã được diễn ra gần 20 phút rồi. Đã gần 20 phút trôi qua. Và nhìn thì chúng ta đã thấy rằng bên ACE đang có cho mình một ạc phạm nội sơ khá tốt. Đó là ACE S6 Thiên 2 261 nội sơ. Và trong pha vừa rồi thì ban hội cấm đã lật ngược điểm số lên đến 32.000. Và ACE đang có cho mình khoảng 31.700. Và hiện tại đang cách biệt 500 điểm dành cho ban hội cấm. Anh em thấy chưa? Hai ban hội đánh rất là ngang tài ngang sức, kẻ thắng lặng người nửa cân anh em ạ. Rất là đều tay, rất là di chuyển rất là hay, và điểm số nhìn qua nhìn lại hai bên giao tranh cực kỳ hay. Anh em ngần ngại gì mà không đỡ lại cho mỗi ban hội chúng ta 40 cao thủ đang tham gia, và cũng như là 80 cao thủ tham gia trong trận đấu ngày hôm nay. Một like một chia sẻ anh em ơi. Cấm đang dần xoay chuyển về khu vực bắt 3 giờ. AC đành phải rút lui và cũng đã bỏ mạng một số thành viên ở vị trí sâu cục đá. Hello Mamom 0911 nha, hello anh em. Hiện tại anh em đang trực tiếp xem giải đấu và làm viên chủ của game Vào Lâm Truyền Kỳ 1 nha anh em ơi. Cấm đang trụ ở vị trí trước đá khá là hợp lý. Anh em nào mà đam mê Vào Lâm Truyền Kỳ 1 thì nghe những bản nhạc này thì đừng quên đỡ lại cho mình một cái bình luận cũng như là một cảm xúc gì đó, đỡ lại một like cho sự ủng hộ nha anh em ơi. Anh em đang xem hãy cho một like nha anh em ơi, một like một team ủng hộ nha. Rồi pha này ban hội cấm đành phải rút lui nè em ơi. Cấm đành phải rút lui về khu vực cây 2. Và chắc chắn sẽ ôm về khu vực giữa bản đồ rồi. Họ đang ôm về khu vực giữa bản đồ nè em ơi. Và đang rút lui dần về khu vực cổng chính rồi. Hello Đức Phạm, hello tất cả anh em nha. Điểm số đã vật ngược lại dành cho AC lên đến 36.216 và ban hội cấm có cho mình 35.314 và điểm số đang hoàn toàn nhảy qua nhảy lại chỉ trên nhau 1-2k mà thôi em ơi. Hai ông nội là đánh quá hay rồi, chúng ta chưa có thể cảm giác được ban hội nào sẽ win cũng như là giành lấy hạng 3 trong tối hôm nay. Đây là một trận đấu rất là khó dành cho hai ban và hai số chúng ta. Và hiện tại cấm đang ôm thủ tại vị trí gốc cây thứ 3 nha mọi người. Chúng ta cùng theo AC đâu rồi. AC đang ôm hoàn toàn ở vị trí ngã ba ban hội của mình. Ngã ba của phe mình, phe Tống. Hello Bảo Anh Nguyễn 789 mới vào nha, hello anh em nha. Cấm đang áp đảo ở vị trí khu vực trước một. Và bên dưới chúng ta đây là ban hội AC. AC họ đang kèm tại khu vực sâu đá nè em ơi. Chưa có một vị trí nào mà đỡ có thể giao tranh. Hai bên đang tìm một vị trí đẹp cho mỗi bên. Ở bên ngoài này chúng ta thấy rằng những ạc ban hội cấm đó là những ạc đường môn. Họ đang đặt dây những quả bom ra khá nhiều. Liệu chúng ta có thể xem một tuần nhỏ nhanh ở vị trí này hay không? Hello hơn 100 anh em đang xem nha. Hello anh em nha. Anh em đang xem thì cho cả một like nha anh em. Hello Di Dương Hảo, hello tất cả anh em. Rồi pha này có vẻ như cấm đành phải rút lui nè mày. Sau khi cảm giác không thể giao tranh được ở vị trí này, cấm đành phải rút lui về gốc cây thứ nhất.
AC đành phải rút lui. Hai bàn đánh khá là ok, mỗi bên đều có những chiến thuật khá là hay, vừa đánh vừa save cũng như là phòng ngự quá tốt. Điểm số hai bên chúng ta đang thấy rằng bên AC đã lên được cho mình 38.218 điểm và bên Ban Hội Cấm có cho mình 35.654 điểm. Điểm số vẫn đang cách biệt khoảng hơn 2k dành cho Ban Hội AC. Và hiện tại video này Khả đang trực tiếp và đang delay 3 phút nha anh em ơi, để tránh những tình trạng xấu đến game, nên là Khả đã delay 3 phút nha anh em. Cũng như là trận đấu ngày hôm nay được diễn ra một cách tốt đẹp thì Khả đã delay 3 phút để tránh những tình trạng spy cũng như là biết vị trí của nhau. Hello tất cả anh em nha. Bên ngoài này chúng ta đang thấy rằng những ạc đường môn bên Ban Hội AC họ đang đặt những quả bom hỏ và bom lôi khá là nhiều. Chúng ta vào kèm theo những bom độc, bom 9x thì chúng ta vẫn không thấy. Bên Ban Hội này không có đặt những quả bom 9x nha nè. Bom đang đặt dày dưới đồ khá là đông. Và bây giờ Cấm đang chủ động đẩy lên khu vực góc cao thứ nhất. Liệu có bị giảm bom hay không? Những quả bom đang được khá là dày ở vị trí dưới đồ. Cấm đang dần xoay chuyển về khu vực quách 3 giờ. Sau pha xây chuyển vách 3 giờ phá những quả bom thì Cấm đành phải di chuyển về khu vực giữ vấn đồ cũng như là phòng ngự ở vị trí này. Hello Hùng Lê 911990 nha. Hello tất cả anh em mới vô nha. Hiện tại anh em đang xem trực tiếp giải đấu Thiên Hà Nhất Bang liên server tranh 3-4 giữa hai Ban Hội AC và Ban Hội Cấm nha anh em. Hiện tại Ban Hội Cấm đang nằm bên điểm phía kim và Ban Hội AC đang nằm bên điểm phía tống nha anh em. Và Cấm đang nằm bên tay phải chúng ta, màn hình bản đồ trên. Và AC đang nằm bản đồ trái và nằm bên cánh tay trái của chúng ta. Hiện tại điểm số vẫn đang dành cho AC cách biệt khoảng hơn 2k5. Hơn 2k anh em. Trong những giây phút như thế này thì liệu Ban Hội Cấm họ sẽ giao tranh như thế nào để có thể gỡ điểm. Trong những tuần giao tranh đầu tiên thì Ban Hội Cấm họ đánh quá xuất sắc và đã cách biệt lên đến hơn 5-7k điểm. Nhưng mà trong những tuần tiếp theo thì AC họ lại lật ngược tình thế một cách quá hay. Và hai bang đã lật qua lật lại, nãy giờ lật qua lật lại chứ cái bánh tráng nó muốn nát rồi anh em ơi. Đó, anh em hay thường nói là lật như lật bánh tráng nè. Hai bên đang đánh rất là căng. Điểm trên qua trên lại, trên qua trên lại chỉ khoảng 2-3k thôi anh em ơi. Và bây giờ điểm số chúng ta thấy rằng bên AC lên cho mình 39.000 và bên Ban Hội Cấm gần cho mình 36k. Và hiện tại chỉ trên nhau khoảng hơn 3k mà thôi. Trong những pha trụ đam và phòng ngự như thế này thì chúng ta cảm giác rằng bên Ban Hội AC họ luôn tìm một cách gì đó để phòng ngự, và bên Ban Hội Cấm họ luôn luôn dành cái thế chủ động tấn công. Mà trong những giây phút cờ cận đây thì Ban Hội Cấm họ luôn luôn tấn công với tình thế không được thành công nhiều lắm, thường xuyên thất bại khoảng 2-3 tuần vừa rồi. Và đây là một pha chủ động tấn công đến từ vị trí Ban Hội Cấm tiếp tục. Hello Thu Phương 1996, hello anh em nha. Hello mọi người, hello anh chị em. Và bây giờ Cấm đang xây dần về khu vực trước mồ cũng như là trước khu vực góc cao thứ nhất. AC đang dần bị bắt lẻ ra anh em ạ. AC đang dần bị bắt lẻ ở khu vực trước đá. Một trận đấu đang được diễn ra khá hay. Và có lẽ anh em chắc chắn là vậy luôn trong tuần giao tranh vừa rồi. Ban Hội Cấm đã cố gắng chủ đạo tấn công nhưng mà không được thành công. Và đây sẽ là một lợi thế dành cho Ban Hội AC. AC đã chuẩn bị và di chuyển về khu vực 9 giờ. Liệu Ban Hội Cấm có biết được điều này hay không? Họ đã hoàn toàn đẩy lên 9 giờ và đây là một pha móc lốp đến từ vị trí của AC. Họ đang hoàn toàn áp đảo vào khu vực bên trong và ăn những con kim đại tướng và kim thống lĩnh. Ở bên ngoài này cũng vậy anh em, rất nhiều những con NPC kim đại tướng và kim thống lĩnh. Họ đã càng quét vào khu vực trong nhà và ăn được cho mình khoảng hơn 3-4 ạc NPC. Quá ngon. Bên trên cổng chính này cũng khá là đông. Hello Hảo Nguyễn, hello anh em nha. Anh em đang xem đỡ lại cho Khả một like ủng hộ nha anh em ơi. Hello Thơ Minh Nam, hello tất cả anh em. Hiện tại anh em đang xem trực tiếp giải đấu và là mình chủ tranh 3-4 liên server giữa hai Ban Hội AC và Ban Cấm nha anh em ơi. Và anh em đang xem trên kênh TikTok thì cũng rảnh thì đỡ lại cho Khả một like và chia sẻ ủng hộ nha anh em. Trên TikTok thì Khải cũng hay up những video
cover này nọ cho anh em nghe cho vui, ủng hộ. Chứ còn lâu lâu thì Khải mới like thôi anh em ơi. Còn anh em mà cảm thấy thích like Võ Lâm thì cứ ủng hộ nhiệt tình, Khải sẽ cố gắng like tiếp tục anh em ơi. Trận này tranh 3-4 nha Thư Anh ơi. Khải đã ghi cái bình luận trên bài like rồi anh em. Và điểm số sau tuần vừa rồi thì tăng một cách khá là ok dành cho ban hội SC, lên cho mình 45.150 điểm. Sau khi ăn những con kim là tướng kim thông lĩnh thì điểm số đã tăng vọt trong pha vừa rồi. Và ban hội cấm đang có cho mình khoảng 38.730. Hiện tại điểm số đang trên lên đến hơn 5k, gần 6k này em ơi. Trên gần 6k dành cho SE rồi. Tối nay chung kết là bằng A với bằng anh em, đúng rồi anh em ơi. Rồi hello nhóc Linh luôn nha. Tối nay thì sau khi kết thúc trận đấu này thì Khải sẽ tiếp tục live trận 21 giờ cho anh em xem nha anh em. Khải sẽ tiếp tục live trận 21 giờ cho anh em xem nha. Hiện tại điểm số vẫn đang, hiện tại cấm đang cố gắng phòng ngự đây mà. Cấm đang cố gắng phòng ngự, họ không dám di chuyển đâu cả. Chúng ta cùng theo SE. SE là đang đóng ở vị trí khu vực sông mây mồ. Và các bạn thấy đây là một pha phòng ngự này mà. SE đang cố gắng giữ thớ phòng ngự này mời. Họ giữ phòng ngự quá tốt. Một pha phòng ngự quá tốt. Và cho đến bây giờ đã hơn 28 phút. Và chúng ta đã thấy rằng ban SE họ luôn luôn giữ thớ phòng ngự quá hay. Và bây giờ SE đang dần xoay chuyển về khu vực quát 3 giờ. Hiện tại chúng ta chỉ còn khoảng hơn 1 phút nữa thôi. Hơn 1 phút nữa thôi thì chính thức bên em rằng nghiêng sói bên ban hội cấm sẽ chính thức xuất hiện. Và chắc chắn bên em rằng sau khi xuất hiện nghiêng sói sẽ là một vị trí phòng ngự cực kỳ khó dành cho ban hội cấm. Sẽ là một vị trí dành cho ban hội cấm. Phòng ngự thì chắc chắn bên em rằng phòng ngự những con sói thì điểm số bên ngoài, những nồi bờ sơ bên ngoài sẽ bị ăn hoàn toàn. Chung kết tối nay là bằng A với lại ban hội anh em nha Thư Anh ơi. Và tối nay 21 giờ Khải cũng tiếp tục trận 21 giờ cho anh em xem trực tiếp cho anh em xem nhá. Và tối nay Khải sẽ live 2 trận nha anh em. Rồi cấm đang chủ động đẩy mạnh về hướng của SE. Và chúng ta đang thấy rằng SE đang cố gắng phòng ngự vẫn là vị trí sâu ngôi mộ. Những vị trí phòng ngự như thế này thì quá thuận lợi dành cho SE. Chúng ta cùng đợi xem rất là nhiều pha phòng ngự thành công. Liệu tuần này ban hội cấm sẽ ra sao? Có vẻ như cấm đang hoàn toàn đẩy mạnh vào khu vực bên trong, ôm hoàn toàn vào đội hình của ban hội AC. AC đành phải rút lui vào phòng ngự, xoay chuyển về khu vực trước cổng chính rồi. Chúng ta còn khoảng hơn 1 phút nữa chính thức xuất hiện nghiêng sói. Liệu ban hội nào sẽ xuất hiện nghiêng sói đầu tiên? Điểm số chúng ta có thành bên ban hội AC cái mình lên 49k. Và bên ban hội cấm đang cái mình 40k và đã hoàn toàn cách biệt lên đến hơn 9.000 điểm dành cho ban hội AC. Cách hơn 9.000 điểm dành cho ban hội AC. Đúng rồi, chung kết tối nay mới đánh tiếp tục anh em ơi, trận 21 giờ tối nay nha. Và bây giờ ban hội cấm đang đành phải di chuyển ra bên ngoài. Và chắc chắn đem đây, điểm số đang có cho ban hội AC có mình gần 50k. Và bên ban hội cấm chỉ có mình khoảng 41k thôi. Và điểm số đã hoàn toàn nghiêng cho AC. Và chính thức bên em rằng sói bên ban hội cấm đã chính thức xuất hiện. Họ đã thu hơn đến 8k. Và sói hoàn toàn bên cấm đã xuất hiện rồi anh em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng bao sóng to vẫn đầy trời, kết tinh ta một đời giáo gươm khắp mọi nơi. Do thơ thành đại chiến kia, đôi ta đã tìm nàng, ta quyết sẽ gặp nàng. Ok, anh em đang xem đừng cho đừng quên cho một like chia sẻ nè ơi, đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ hai ban hội nè ơi. Và ban hội cấm của họ đang chủ động đẩy mạnh ở vị trí vách tường 3 giờ. Và chắc chắn anh em rằng sói đã xuất hiện rồi. Thì ở vị trí này thì chắc chắn anh em rằng bên AC sẽ có một spy chắc chắn sẽ vào bên lẻn vào bên trong xem thử sói đang hợi gì. Hello gia hậu nha, hello anh em. Cấm hoàn toàn chủ động anh em ơi, hoàn toàn cấm đánh rất chủ động. Không biết tuần này có thành công hay không, nhưng mà có vẻ bên AC họ phòng ngự quá hay. Vừa phòng ngự vừa xoay chuyển, điểm số vẫn tăng đều. Đây là một lối đánh của AC trong những trận trước thì Khải thấy quá hay. Và cấm sau khi pha vừa rồi đánh về hướng khu vực ngã ba thì họ đành phải rút lui về khu vực gốc cây thứ nhất. Anh em cùng nhìn sơ qua top của 10 cao thủ nằm trong ngày hôm nay sau khoảng hơn 32 phút trôi qua. Thì tất cả bảng điểm của chúng ta hoàn toàn là đều nằm bên bên phe tống. Đó là ban hội AC, bên phe kim chỉ có cho mình khoảng 3 người mà thôi. Và đây pha giao tranh ở vị trí gốc cây thứ tư. Hello West Hảo, hello tất cả anh em nhé. Rồi cấm đang hoàn toàn đại lên anh em ơi. Hoàn toàn cấm đã chiếm đóng ở vị trí vách ngã ba 3 giờ này, ngã ba này. Và bên trong này đang có một đội quân ban hội AC, họ đang thủ ở vị trí này. Liệu AC có rút vào khu vực cổng trong hay không? Cấm đang khá chủ động và đang hoàn toàn ôm thẳng vào đội hình ở khu vực ngã ba. Có vẻ như AC đành phải rút lui, có vẻ như AC đành phải rút lui ôm vào khu vực cổng chính rồi em ơi. Hoàn toàn ôm vào khu vực cổng chính rồi. Hello bạn già, hello anh em nha. Anh em đang xem thì chúng ta vẫn đang có một phần quà mini game tương đương 700k Việt đồng, xin dành tặng cho tất cả anh em đang xem trực tiếp trên kênh YouTube của Khải cũng như là tất cả kênh fanpage đang trực tiếp trên fanpage. Thì anh em đừng quên kích vào link fanpage, đỡ lại một like, một chia sẻ. Bước thứ hai, comment số bất kỳ từ 0 đến 99. Bước thứ ba, anh em chỉ việc chờ đợi kết quả sổ số cho đặc biệt hai số cuối miền Bắc vào ngày 12 tháng 1 vào ngày mai nha anh em. Nếu như anh em nào đã chia sẻ, đã làm đầy đủ các bước bên trên thì chỉ việc anh em chờ đợi kết quả và chúng ta có thể chờ đợi kết quả và lỡ đâu may mắn chúng ta có thể nhận ngay phần quà 10 cục kim bảo anh em. Đó, rất đơn giản dành cho anh em, 10 cục kim bảo ở server tương đương khoảng 700k nha anh em ơi. Pha giao tranh quá xuất sắc đến từ bàn hồi cấm, họ đã hoàn toàn chiếm đóng từ khu vực ngã ba và đã đẩy vào bên trong khu vực cổng chính quá thành công. Liệu bên trong này thành công thì ở sói sẽ ra sao? Chúng ta cùng xoay chuyển về khu vực sói bên bàn hội cấm sẽ ra sao nào mọi người. Và hiện tại chúng ta đã trôi qua hơn 4 phút trôi qua sau khi sói xuất hiện thì chúng ta cùng xem sói của bàn hội cấm sẽ ra sao. Từ vừa rồi bàn hội cấm đã có cho mình một số điểm khá đáng cỡ, đã lên cho mình 54.000 và chỉ cách bên ACE khoảng hơn 2k mà thôi. Bên ACE đang có cho mình 56.000 rồi em ơi, 56.000 mấy trăm điểm. Và hiện tại bên ACE đang hơn bên cấm chỉ khoảng hơn 2k mà thôi. Đây là một trận đấu quá xuất sắc và quá hay. Kẻ tấm lạng người nửa cân giữa hai bọn họ này. Quá hay anh em ơi, họ đánh hoàn toàn quá xuất sắc. Đúng là một trận đấu đáng đỡ phải xem. Và đáng xem thì anh em đừng quên hãy like chia sẻ mạnh nha mọi người. Và cấm đang hoàn toàn ôm vị trí gốc cây thứ hai anh em ơi. Một pha đẩy vào khu vực bên trong và đã gỡ được hoàn toàn gần 4k điểm, 5k điểm cho bọn họ cấm. Và bây giờ họ chỉ còn thu khoảng hơn 2k mà thôi. Và bây giờ AC đang chủ động đẩy mạnh lên khu vực số 1. Chắc chắn sẽ có tuần giao tranh này hay không? Anh em cùng chờ đợi xem. Hai bên đang nổ ra những đòn 5-12, chặn hướng đi của hai bên. Điểm số cho mỗi bên đó là 5-7-8 dành cho AC và 5-5-7 dành cho ban hội cấm, chỉ trên khoảng hơn 2k mà thôi dành cho AC. Hiện tại sói bên ban hội cấm vẫn còn nguyên nha mọi người, vẫn không có ai đi móc sói đó. Chúng ta vẫn chưa thấy một pha móc sói nào đến từ vị trí của ban hội AC. Và đây là pha giao tranh ở vị trí giữa bản đồ.
Cấm đang chủ động đẩy mạnh vào bên trong. Có vẻ như một số thành viên đang đẩy vào và đã nằm xuống. Họ đang xây dần về khu vực vách 3 giờ. AC họ vẫn đang muốn phòng ngự, không muốn giao tranh anh em ạ. AC họ chỉ muốn phòng ngự, chưa muốn giao tranh nhiều anh em. Chỉ trừ khi ban hội cấm đẩy vào thì họ mới giao tranh mà thôi. Họ hoàn toàn với thế phòng ngự cực kỳ cao. Và đây pha kẹp góc đến từ vị trí của ban hội cấm của chúng ta. Và bây giờ cấm đã hoàn toàn chiếm đóng ở vị trí ngã ba đây. AC đành phải hoàn toàn rút lui vào khu vực bên trong. AC đang có vẻ như sau pha vừa rồi đã bị đánh mạnh vào khu vực công chính thì họ đã bị loạn hoàn toàn, đã bị rối đội hình hoàn toàn. Và pha tiếp tục này họ cũng đành phải ôm khu vực công chính, không thở giao tranh. Họ đành phải rút lui, không thở giao tranh. Quá hay. Pha vừa rồi thì đã có một điểm số hoàn toàn lật ngược dành cho ban hội cấm, đã lên đến cho mình 60.806 và bên ban hội AC có mình 59.752. Và hiện tại ban hội cấm đã dàn đội hình của mình ra phòng ngự một vị trí trước khu vực cổng chính rất là dày, những cái bom được đặt ra khá là đông. Cấm đang hoàn toàn chiếm đóng vào vị trí ngã ba này khá thuận lợi. Sau vài phút trôi qua thì bây giờ ban hội cấm đang đành phải di chuyển về vách 3 giờ và chặn hướng đánh của ban hội AC. Một pha đánh và xoay chuyển khá tốt và cũng như là sự bài quá tốt đến từ vị trí ban hội cấm. Điểm số đang có vẻ lật ngược tình thế hoàn toàn dành cho hội cấm, đã lên hơn 62.600 điểm rồi anh em ơi. Hello Thành AFK nha, hello hơn 100 anh em nha. Anh em đang xem hãy đỡ lại cho Khải một like mọi người ơi. Quá hay. Và đây là một trận đấu bảo đảm anh em, đây một trận đấu này được diễn ra tranh 3-4 giải đấu thiên hạ nhất bang liên server giữa hai ban hội AC và hội cấm. Khải cảm giác rằng rất xuất sắc, quá hay anh em ơi, hai bên đánh quá hay. Anh em có cảm thấy được điều này hay không? Và trong tuần vừa rồi thì chắc chắn anh em rằng ban hội cấm đã có vẻ như đã hết hoàn toàn máu và họ đành phải rút lui. Liệu ban hội AC có đẩy lên được không? AC sau 2 tuần cố gắng phòng ngự thì họ không thể nào đẩy lên và có vẻ như một số ạc cũng đã di chuyển về thành đỡ. Sau này di chuyển về khu vực danh trại đỡ thở trang bị thêm những bình máu rồi. Và bên ban hội cấm cũng vậy. Hiện tại chúng ta đang thấy được điểm số cho cấm dành cho mình lên đến 65k. Và bên ban hội AC có mình 63k800. Và hiện tại trận đấu quá hay. Và hoàn toàn ban hội cấm đã hoàn toàn đẩy mạnh hoàn toàn cái thớ phòng ngự của mình thành hoàn toàn tấn công. 100% tấn công, không cần phòng ngự sói và rất khó khăn. AC không thể nào lọt được vào bên trong vòng sói. Đây là một trận đấu quá xuất sắc đến từ cả hai ban hội và cả cấm và cả ban AC. Nhìn vào tổng lực thì sau 30 phút trôi qua, 40 phút trôi qua thì Khải thấy rằng ban hội cấm họ hoàn toàn chủ động về cái hướng tấn công và bên AC họ hoàn toàn phòng ngự. Và bây giờ thì bên AC cũng đã chính thức xuất hiện những sói. Chúng ta cùng đợi xem liệu ban hội cấm sẽ giao tranh cũng như là phòng ngự ăn sói như thế nào đây. Sau khoảng hơn 10 phút trôi qua thì Khải không cảm giác là ban hội cấm họ phòng ngự tí nào cả. Rất hay, không cần là phòng ngự nhưng mà sói vẫn còn sống. Quá hay, quá xuất sắc. Một pha chủ động giao tranh ở vị trí cây thứ nhất của ban hội AC. AC đang dần xoay chuyển về khu vực giữa bản đồ. Một trận đấu đang được diễn ra khai. Cảm ơn Sanna 92 vừa tặng cho một bông nha. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Hello user 459 26593. Hello EV EV trai nha. Hello tất cả anh em nha. Mọi người mới vô thì đừng quên kết cho Khải một like cũng như một chia sẻ ủng hộ video nha anh em ơi.
Hiện tại anh em đang xem trận đấu trực tiếp của giải đấu Thiên Hà Đệ Nhất Bang Liên Server vòng tranh 34. Và liệu bạn hỏi nào trong ngày hôm nay sẽ win và là giành lá cho mình hàng 3, và bạn hỏi nào thua thì sẽ có cho mình hàng 4 nha anh em. Như anh em đang xem trực tiếp trên kênh YouTube Di Khải Gaming thì anh em có thể kích vào link ở dưới phần nội dung video Khải đã ghim bên dưới, anh em có thể kích vào xem thử ở phần thưởng cũng như là như thế nào của các cộng server. Anh em có thể kích vào và xem tham khảo phần thưởng bên dưới nha. Và bạn hỏi cấm đang tắt đồ hình mình ra và anh những con đồ server bên ngoài. Hiện tại chúng ta thấy là hoàn toàn cấm đang áp đảo AC, không thể nào mà di chuyển ra được bên ngoài nè em ơi. Đây là một pha phòng ngự đến từ vị trí của AC. Và chúng ta đang thấy rằng sói của AC đó là hở thổ nha em. Sói AC đó là hở thổ. Quá hay, quá căng luôn thành AFK ơi. Đây là tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 nha em ơi. Nhiều anh em có vẻ không biết thì đây là tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 nha em. Hello Trinh Hải 19 nha, hello mọi người. Anh em mới vô thì ủng hộ thì đừng quên kích cho một like, một chia sẻ ủng hộ giúp Khải nha anh em. Hiện tại Khải đang trực tiếp trên kênh YouTube cũng như là kênh Fanpage. Anh em có thể game mà có thể ghé vào kênh YouTube ủng hộ một subscribe, một đăng ký kênh nha anh em. Hello hơn 100 anh em đang xem nha. Rồi bây giờ bạn hội cấm đang hoàn toàn chiếm ở vị trí vách cổng chính này. Liệu ACE sẽ làm gì đây? Chúng ta có thể thấy rằng những đòn đam mặc định từ hai hướng khá là dày và vẫn chủ động hơn, đó là bên hướng của ban hội cấm. Họ đang hoàn toàn anh áp đảo ở vị trí này thì đây là một trong những vị trí khá thuận lợi, rất rất thuận lợi dành cho ban hội cấm. Quá thuận lợi luôn nha em. Hello Trung CL nha, hello mọi người nha. Trong những vị trí như thế này thì khá là thuận lợi. Và ở đâu đó thì điểm số của AC đang dần tăng và các bạn nhớ đã bằng được điểm số bên ban hội cấm. Họ đã lên cho mình 68.764 và bên ban hội cấm có mình 68.958, chỉ trên nhau khoảng tầm hơn 100 điểm thôi anh em ơi. Trận đấu ngày hôm nay quá xuất sắc anh em ơi. Trận đấu ngày hôm nay quá xuất sắc anh em ơi. Quá hay, quá hấp dẫn luôn mọi người ơi. Một bên ban hội AC đó là với sự lãnh đạo cũng như là dẫn dắt của sói Tấn Húy, và bên ban hội cấm của chúng ta với sự dẫn dắt cũng như là ban chủ chiến gấp hai và hai người đang đối đầu với nhau. Đây là một trận đấu 5 năm, họ chưa có thể phân biệt thắng bại sau khoảng hơn 45 phút trôi qua, chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi em ơi thì trận đấu này sẽ chính thức phân biệt thắng bại. Liệu sói nào sẽ giành lấy hàng ba trong buổi tối ngày hôm nay? Tại bên ban hội cấm họ luôn luôn hoàn toàn chiếm đóng ở vị trí ngã ba và không thể nào cho một con ruồi hoặc là một con muỗi đến từ vị trí của AC chạy ra bên ngoài. Một pha xây chuyển kẹp vị trí quá tốt đến từ ban hội cấm. Trong những pha giao tranh thì chúng ta cảm giác rằng ban hội cấm họ ôm hẳn vào đội hình quá tốt, làm hoàn toàn bên ban hội AC phải làm loạn và cũng như là dính những đòn thiếu lâm bổng, làm rối đội hình bên ban hội AC rất rất nhiều. Trận đấu được diễn ra quá hay. Điểm số hoàn toàn cách biệt dành cho ban hội cấm lên đến 76.904 điểm. Và bên AC đang có em mình 71.500. Và hiện tại cấm đang hoàn toàn cách biệt lên đến hơn 4.005 điểm rồi nè em ơi. Cấm đang hoàn toàn cách biệt lên đến hơn 4.005 điểm. Chúng ta sẽ ra sao sau khoảng hơn 10 phút nữa đây. Và bây giờ cấm đang hoàn toàn ôm ở vị trí khu vực cổng chính. Chúng ta cùng xem AC có đẩy lên hay không. Ở trong pha vừa rồi thì chắc chắn AC cũng đã biết được và liệu họ có đẩy lên hay không. Ở bên ngoài này không có một ai.
có vẻ như bên ACE không có spy đưa mạnh lên bên trên, hướng bên trên, ngã ba bên trên, thì bên ban hội cấm họ hoàn toàn rút lui về khu vực công chính rồi. Và bây giờ cấm đã có thời gian ôm về khu vực công chính thứ nhất. Và đây pha giao tranh tiếp tục. Hello anh Trọng Nguyễn, hello anh em nha. Trận đấu chúng ta chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa thôi anh em ơi. Liệu ban hội nào sẽ win trong ngày hôm nay? Điểm số đang có vẻ tăng đều dành cho ban hội cấm rồi. Có vẻ đang tăng đều dành cho ban hội cấm rồi. Cấm đang hoàn toàn áp đảo về khu vực ngã ba. Họ có vẻ như đang cố gắng đẩy mạnh vào khu vực đài sói của bên ban hội ACE. Chúng ta cùng chờ đợi xem sẽ ra sao và như thế nào đây. Khá là loạn trong tuần giao tranh này. Hai bên đều khá là loạn lạc. Không biết trong giây phút này thì bên ban hội ACE họ có đẩy về hướng bên kia hay không? Có đẩy về sói hướng bên kia hay không? Nhìn vào lượt chúng ta thấy rằng ban hội cấm đang khá là chủ động và đẩy mạnh vào khu vực đài sói rồi. Sói đã nhảy được 13.000 máu. Và họ hoàn toàn ôm vào khu vực đài sói. Có vẻ như pha này vào bên trong không được thành công và anh em ban hội cấm đành phải bỏ mạng hoàn toàn ở vị trí này. Bỏ mạng hoàn toàn. Trong khi chỉ ăn được một lượng máu rất là nhỏ đến từ vị trí nghiêng sói mà thôi. Nghiêng sói đang khá được đầy máu này em ơi. Không biết là bên sói bên cấm sẽ ra sao. Chúng ta cùng sẽ chuyển lên bên khu vực bên sói bên cấm như là thế nào em ơi. ACE đang chiếm đóng khu vực ngã ba. Chúng ta cùng di chuyển về khu vực phía cấm. Cấm đang ôm khu vực góc cây thứ hai. Hai bàn đánh quá hay. Sói chúng ta đang cảm giác rằng sói bên cấm vẫn đang hoàn toàn đầy máu và đang có 1.000 đứng bốc rồi. Chúng ta chỉ còn khoảng hơn 12 phút và điểm số vẫn đang hoàn toàn dành cho ban hội cấm lên đến hơn 5k điểm nha em. Cấm đang hơn khoảng 5k điểm nha em ơi. Với số lượng 5k điểm này chúng ta không thể nào phân biệt thắng bại được trong những giây phút như thế này nè em ơi. Tại vì một tour mà thành công thì 5k thì nó khá là đơn giản cho hai ban hội thôi. Nếu như ACE giao tranh thành công thì với số lượng 5k điểm này thì họ có thể gỡ được. Và giờ chúng ta đang thấy rằng ban hội cấm đang phòng ngự ở vị trí vách ba chưa. Ủng hộ, hello, ok, cảm ơn Superlock nha. Hello 110 anh em đang xem nha. Anh em đang xem thì đừng quên kích vào link YouTube Duy Khải mình ủng hộ Khải một đăng ký kênh, như nhấn vào chuông, nhấn thông báo để theo dõi những buổi trực tiếp tiếp theo. Và cũng như là các trận video BK từ ban hội của Khải nha anh em ơi. Và ban hội ACE đang ôm về gốc cây thứ hai. Hello anh em, hello mọi người nha. Và bây giờ ACE đang chiếm đóng ở vị trí khu vực ngã ba. Ngã ba của Phe Kim. Đó là ban hội cấm. Và bây giờ ACE đang chủ động đẩy mạnh vào khu vực cổng chính hay không? Họ đã được kẹp tường rồi em ơi. Họ đã được kẹp tường rồi. Hello Hoàng Anh 9282 9283 nha. Hello bạn nha. Tại Khải anh em đang xem trực tiếp giải đấu Thiên Hà Nhất Bang. Trận tranh 3-4 giữa hai ban hội ACE và ban hội A cấm nha anh em ơi. Và điểm số chúng ta đã cảm giác rằng ban hội cấm đang dần dần nhích đều và đã cách biệt hơn 5k dành trong hội cấm rồi. Vì hiện tại nghiêng sói hai bên vẫn đang còn sống nguyên nha anh em ơi. Không sói nào chết nha anh em. Nếu mà hết 10 phút trôi qua nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục xem lượng điểm của ban hội nào cao hơn thì ban hội đó sẽ giành lấy cho mình hạng 3 mà thôi. Và sau khi kết thúc trận đấu này thì Khải sẽ tiếp tục trực tiếp giải đấu Thiên Hà Nhất Bang, trận tranh nhất nhì của hai ban hội A và ban hội anh em nha anh em ơi. Và ở với server này, liên server này thì tất cả ban hội thi đấu với chế độ đồng cấp 150 và đồng đồ mắt hộp đồ xanh và kèm theo những set đồng ban như tình định quốc nha anh em. Và đồ đạc thì mỗi người tự build như thế nào thì anh em tự build thôi. Hello tất cả mọi người. Có vẻ như ACE đành phải rút lui. ACE đành phải rút lui rồi.
Hiện tại ban hồi ACE đang tìm một vị trí nào đó để có thể công vào bên trong. Điểm số bên ACE đang có cho mình khoảng 78k và bên ban hồi cấm đang có cho mình khoảng 83k, vẫn đang hơn 5k dành hoàn toàn dành cho ban hồi cấm. Họ tấn công cũng như phòng ngự quá xuất sắc. Đây cũng là một trận đấu rất hay dành cho ban hồi cấm và cũng như là ban hồi ACE, họ đánh khá là tốt. Bên ACE thì họ hoàn toàn phòng ngự và cho đến bây giờ thì họ mới chính thức tấn công. Chỉ còn khoảng 10 phút cuối mà thôi, họ đang chính thức tấn công. Liệu có thể vào được 6% hay không, hay là sẽ bị thua điểm từ dòng tính điểm đây. Hiện tại điểm số đang hoàn toàn nghiêng về cho cấm hơn 5k nha em. ACE vẫn đang thua. Đúng rồi, hello anh Cường Hồ nha. Hello Khải, trận đấu hấp dẫn quá em ơi, coi hộp quá. Đúng rồi, em cũng là một người live mà em cảm giác rất hồi hộp, không biết ai sẽ win trong trận đấu này nè anh em ơi. Ok anh ơi, và anh em đang xem và đừng quên ủng hộ cho em một like, chia sẻ cũng như là ủng hộ 80 cao thủ tham gia trong trận đấu tranh 3-4 ngày hôm nay nha anh em ơi. Chắc chắn là vậy luôn anh em ơi. Một trận đấu quá xuất sắc dành cho hai ban hội ACE và ban hội cấm. Họ đều là một trong những ban hội khá là mạnh và họ đã được vào vòng bên này. Thì anh em cũng đã xem và chứng kiến là một trận đấu diễn ra quá mãn nhãn anh em ơi, quá xuất sắc. Hello Jeep nha. Và hiện tại ban hội cấm đang hoàn toàn ôm vào khu vực bên trong. Ở những khu vực bên ngoài này thì ban hội ACE họ vẫn có thể ôm khu vực ngã ba này để có thể ăn những điểm đầu sơ. Nhưng mà họ vẫn đang tìm một hướng nào đó để đánh hướng mạnh vào khu vực nghiêng sói. Nhưng mà từ khu vực 3 giờ cho đến cổng chính, khá là nhiều dần họ di chuyển nhưng mà không thể nào lọt vào khu vực cái rào cản của ban hội cấm. Cấm đang phòng ngự quá tốt. Ok Diếp ơi, cảm ơn em luôn. Quá hay luôn em ơi. Tí nữa anh em sẽ được xem một trận đấu rất mãn nhãn giữa ban hội A và ban hội anh em nữa, sẽ được diễn ra vào 21 ngày hôm nay. Sau khi trận đấu được kết thúc thì Khả sẽ hẹn anh em khoảng tầm 15 phút sau, chúng ta sẽ tiếp tục lên live một trận đấu chung kết thiên hạ nhất bang giữa hai ban hội A và ban hội anh em. Và hiện tại bây giờ ban hội ACE họ đang sẽ chuyển lên khu vực vách tường 9 giờ. Liệu họ có vào được bên trong này không? Đây là một trong những vị trí vào công sói và đã được ban hội cấm bắt được vị trí này. Họ đang cố gắng phòng ngự. Điểm số chúng ta vẫn đang nghiêng về dành cho cấm lên đến hơn 3.600 điểm. Chỉ còn cách nhau 3.600 điểm mà thôi anh em ơi. Trận đấu quá hay luôn mọi người. Liệu 3.600 điểm này thì ở vị trí ngã ba này thì ACE liệu họ có gỡ được số điểm hay không? Đây là một vị trí ngã ba quá thuận lợi dành cho ACE. Cấm đang hoàn toàn cố gắng phòng ngự quá tốt. Trong những pha phòng ngự như thế này thì điểm số và cũng như là khu vực ngã ba bên ngoài này, từ khu vực này ba khu vực này đang có những người bờ sơ, thì chắc chắn với em rằng mình ACE sẽ chiếm đóng và anh hoàn toàn. Chúng ta vẫn chưa biết được khu vực ACE đi đâu rồi. Có vẻ như trong những phút cuối cùng như thế này thì tuy rằng cấm vẫn đang ăn hơn số điểm nhưng mà họ vẫn đang cố gắng phòng ngự cực kỳ tốt, không muốn đổi sói luôn em à. Không biết trong cái tình huống này sau khoảng 5 phút trôi qua nữa thì điểm số sẽ ra sao. Như Khải nhìn nhận rằng thì điểm số đang dần dần tăng đều dành cho ban hội ACE rồi. Tại vì ở vị trí ngã ba này là một vị trí khá thuận lợi dành cho ACE. Nếu như ban hội cấm họ không đẩy về khu vực ngã ba này thì vị trí này chắc chắn đem rằng những con đường bờ sơ sẽ bị ăn hoàn toàn. Nếu câu giờ và câu thời gian như thế này thì chắc chắn đem rằng cấm có thể sẽ bị lật ngược điểm số. Theo Khải dự đoán là như vậy. Hello Thế Anh Nguyễn, hello anh nha. Hello 130 anh em đang xem trên kênh YouTube Khải. Anh em ngần ngại gì mà không đỡ lại cho video này một like chia sẻ ủng hộ anh em. Ngại gì mà không cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cũng như là ủng hộ 80 anh em tham gia trong buổi tối ngày hôm nay mọi người. Và với Khải thay mặt tất cả anh em xin kính chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ nha anh em ơi. Và bây giờ ban hội cấm đang hoàn toàn đẩy về khu vực ngã ba không? Họ không đẩy anh em à. Ở những khu vực bên ngoài này thì những ạc NBSR đã bị, những con NBSR đã bị đánh hoàn toàn. Và điểm số chúng ta cũng có thể dự đoán rằng chắc chắn sẽ tăng dần cho ban hội ACE. Và ACE đã lên cho mình 82.200 điểm. Và bên ban hội cấm vẫn dậm chân tại chỗ với số điểm là 84.500 điểm. Và chỉ hơn nhau hơn 2k điểm mà thôi. Từ hơn 5k sau khi cấm hoàn toàn ôm vào phòng ngự nghiêng sói thì điểm số đang dần dần tăng đều, rất đều dành cho ban hội ACE. Và bây giờ ACE đang chủ động đẩy vào bên trong. Liệu đây sẽ là một pha chủ động tấn công thành công hay không? Hay là sẽ bị chặn đánh ở vị trí góc tường 9 giờ này?
Rồi, nếu như không vào thành công thì điểm số sẽ hoàn toàn dành cho Văn Hồi Cấm nha mọi người. Tuần này nếu mà không thành công thì chắc chắn anh em rằng ACE sẽ bị thất thoát trong pha giao tranh này. Điểm số đang dần tăng đều cho Văn Hồi Cấm là cái chắc rồi. Tất cả có vẻ như là hơn 40 bạn thì đã nằm bỏ mạng ở vị trí 9 giờ này, hơn 20 bạn rồi. Và chắc chắn 20 bạn này sẽ là một điểm số cực kỳ hấp dẫn dành cho Văn Hồi Cấm. Quá hay. Chúng ta cùng chờ đợi xem số điểm chính xác là như vậy. Điểm số trong tuần tranh vừa rồi đã hơn thêm 2 cái điểm dành cho Văn Hồi Cấm. Cấm đang có cho mình 87.860 điểm và bên Văn Hồi AC có cho mình 84.006 điểm. Và hiện tại đang hơn hoàn toàn dành cho Cấm lên đến hơn gần 4k rồi. Và đây một pha chủ động đẩy mạnh đến từ vị trí Văn Hồi Cấm. Cấm hãy cố gắng ôm ở vị trí này hoàn toàn thành công thì Khải cảm giác rằng điểm số sẽ rất là ok và bên AC sẽ không sẽ có AC sẽ không có điểm mà tăng lên. Sấy nồng xuống hơn giờ đang đúng rồi. Đánh tông kim hơi bị ngon luôn á Hòn. Tí nữa thử đi, mua lét mua đồ vô. Mua một bộ lét 500 xu kèm theo lét phòng ngự 50 cục phòng ngự là 20k điểm là khoảng 100 xu và mua thêm 20k điểm mua lét khăn băng vào. Hoặc là đầu tư thêm lét sát thương trong tông kim nữa sấy khỏi phải bàn. Một pha chủ động đến từ vị trí Văn Hồi Cấm. Liệu họ có phòng ngự tốt hay không? Chỉ còn hơn 3 phút rồi thôi. Và điểm số đã hoàn toàn cách biệt lên đến gần 5k điểm. Đã lên đến gần 5k điểm dành cho Văn Hồi Cấm sau 2 tuần phòng ngự ở vị trí cộng 9 giờ và cũng như là phòng ngự ở vị trí cộng 9. Quá xuất sắc. Và bây giờ thì trong những phút cuối cùng, nếu như Văn Hồi Cấm phòng ngự thành công thì bảo đảm với anh em sau khoảng hơn 1 phút vài chục giây nữa thôi thì chắc chắn rằng Văn Hồi Cấm sẽ có một trận đấu win ngoạn mục và điểm số sẽ cách biệt hoàn toàn. Cho đến bây giờ thì AC họ đang cố gắng tấn công vào bên trong, đang tìm kiếm một cái sự gì đó để gỡ điểm nhưng mà không kịp thời gian rồi anh em ạ. Chỉ còn khoảng hơn 1 phút nữa thôi. Hello Phương Nguyễn nha. A à, với anh em là một mà đánh đấm gì nữa. Theo Khải nghĩ là sẽ có đánh đó nè. Chứ không, Khải không nghĩ là một đâu nè. Và đây một pha chủ động đến từ vị trí của Văn Hồi AC đang di chuyển vào vượt 3 giờ. Và hoàn toàn Văn Hồi Cấm họ đang áp đảo, đang ôm trên đây. Đam xuống. Tuần này nếu như không thành công thì chắc chắn anh em rằng AC sẽ nhận lấy phần thua mà thôi. Rất đáng tiếc, hai bên đánh rất hay, sơ chuyển rất tốt, chỉ sơ suất một tí thôi, bên ACE chỉ thua một tí điểm mà thôi nè. Hai bàn đánh có vẻ là cảm giác rất rất hay. 5-5 với nhau, và cho đến bây giờ thì chúng ta cũng phải phân biệt thắng bại sau khoảng hơn 60 phút. Điểm số chắc chắn bên em rằng vẫn đang hoàn toàn dành cho Văn Hồi Cấm rồi. Cách biệt chỉ vài ca điểm thôi em ơi, một trận đấu quá mặn nhãn. Và sau khi trận đấu này kết thúc thì Duy Khải sẽ hẹn anh em vào lúc 15 phút sau. 15 phút sau chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với trận tranh chung kết nhất nhì giữa giải đấu thiên đàng nhất bang liên server giữa hai Văn Hồi A và Văn Hồi anh em nha mọi người ơi. Và Duy Khải xin kính chúc em xem live vui vẻ. Và hiện tại điểm số tàu đã thấy đây, bên Văn Hồi AC có cho mình 88.214 điểm và bên Văn Hồi Cấm có cho mình 94.000 và điểm số đang hoàn toàn dành cho Hồi Cấm. Và xin chúc mừng Hồi Cấm đã giữ được nghiêng sói và ăn được số điểm và họ hoàn toàn giành lấy cho mình hạng 3. Xin chúc mừng.